Chào mừng các em đến với chương trình dạy học qua truyền hình. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Nguyễn Thái Bình, thầy đến từ trường trung học cơ sở Trần Nhân Trà. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về chủ đề 3 của khóa 9, rượu ethylic acid acetic ester. Nội dung của chủ đề 3 gồm 1. Rượu ethylic, 2. Acid acetic, 3. Chất béo, 4. Luyện tập. Khi lên men, gạo, sắn, ngô đã được nấu chín hoặc là các loại quả như là quả nho, quả táo thì người ta thu được rượu ethylic. Vậy rượu ethylic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất và ứng dụng ra sao? Ta đi vào phần 1 la mã rượu ethylic. Rượu ethylic có công thức phân tử là C2H6O. Nó có phân tử khối là 46DVC. Về tính chất vật lý, thầy giới thiệu với các em lọ rượu ethylic. Quan sát, ta thấy rượu ethylic là chất lỏng không màu. Biết rằng là khối lượng riêng của rượu ethylic là 0,8 gram trên ml, khối lượng riêng của nước là 1 gram trên ml, nên rượu ethylic nhẹ hơn nước. Ngoài ra, rượu ethylic còn tan vô hạn trong nước, nhiệt độ sôi ở 78,3 độ C. Rượu là dung môi hòa tan nhiều chất như là iốt, benzen. Các em quan sát trên các chai rượu có ghi các con số như 15 độ, 29 độ, 45 độ. Những con số này được gọi là độ rượu. Độ rượu cao thì người ta gọi đó là cồn. Thầy mời các em quan sát các cái hình ảnh sau. Ở hình ảnh thứ nhất, cồn 70 độ dùng để sát khuẩn. Ở hình ảnh thứ hai, cồn 90 độ dùng để sát khuẩn và còn dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thực hành. Hình ảnh thứ ba là chai rượu nếp 45 độ. Để hiểu rõ hơn về độ rượu, thầy mời các em quan sát hình ảnh pha chế rượu 45 độ. Trước hết, ta cho vào ống đông 45ml rượu ethylic nguyên chất. Sau đó cho nước vào đến vạch 100. Khuấy đều ta thu được 100ml rượu 45 độ. Vậy qua cái hình ảnh này, ta thấy là nếu các em muốn pha được rượu 45 độ thì các em phải lấy đúng 45ml rượu nguyên ethylic nguyên chất, sau đó pha thành 100ml hỗn hợp rượu và nước thì ta sẽ thu được 100ml rượu 45 độ. Vậy độ rượu là số ml rượu ethylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước. Ví dụ, rượu 45 độ có nghĩa là có 45ml rượu ethylic nguyên chất trong 100ml hỗn hợp rượu với nước. Với công thức phân tử là C2H6O thì rượu ethylic có cấu tạo phân tử như thế nào? Các em sang hai nhỏ cấu tạo phân tử. Các em quan sát mô hình phân tử rượu ethylic dạng rỗng và dạng đặc. Các khối cầu màu đen tượng trưng cho nguyên tử carbon. Các khối cầu màu trắng tượng trưng cho nguyên tử hydro. Khối cầu màu đỏ tượng trưng cho nguyên tử oxy. Thanh nối màu cam tượng trưng cho liên kết giữa hai nguyên tử. Như vậy, qua mô hình phân tử rượu ethylic, ta viết được công thức cấu tạo của rượu ethylic như sau. Từ đây, ta viết gọn thành CH3 liên kết đơn, CH2 liên kết đơn, OH. Nhìn vào công thức cấu tạo của rượu ethylic, ta có nhận xét trong phân tử rượu ethylic có một nguyên tử hydro không liên kết với nguyên tử carbon mà liên kết với nguyên tử oxy tạo ra nhóm OH. Chính nhóm OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng. Và khi nói đến rượu ethylic thì người ta thường hay sử dụng công thức là C2H5OH. Với cấu tạo phân tử như thế, rượu ethylic có tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta sang phần 3, tính chất hóa học. Rượu ethylic có 3 tính chất hóa học. A. Phản ứng trái. Mời các em quan sát thí nghiệm. Oxy tác dụng với rượu ethylic. Cho 1-2ml rượu ethylic vào mặt kính đồng hồ. Châm lửa đốt, rượu bốc cháy
phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm của phản ứng là khí carbonic và hơi nước. Mặt kính đồng hồ khô chứng tỏ rượu etylic đã cháy hết. Qua thí nghiệm, ta thấy rượu etylic cháy là do rượu etylic tác dụng với oxy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Ta có phương trình hóa học sau. B. Tác dụng với natri. Mời các em quan sát thí nghiệm. Đầu tiên, ta cho một vài ml rượu etylic vào ống nghiệm. Sau đó ta cho mẫu natri cắt nhỏ vào ống nghiệm có chứa rượu etylic. Quan sát, thấy có xuất hiện sủi bọt khí hydro, viên natri tan dần, tạo thành dung dịch không màu là natri etylate. Từ thí nghiệm, thầy sẽ hướng dẫn các em viết phương trình hóa học. Trong phân tử rượu etylic có nhóm OH, nguyên tử natri sẽ thay thế nguyên tử hydro trong nhóm OH, tạo thành natri etylate và giải phóng khí hydro. Chính vì thế là trong thí nghiệm chúng ta sẽ thấy được là có xuất hiện sủi bọt khí hydro. Tương tự như natri thì kali cũng phản ứng được với rượu etylic. Ngoài ra, rượu etylic còn có tính chất hóa học là tác dụng với axit acetic, thì tính chất này sẽ được học ở phần 2. Với tính chất vật lý và tính chất hóa học như thế, người ta ứng dụng rượu etylic dùng để sản xuất dược phẩm, cao su tổng hợp, sản xuất axit acetic, pha vẹt ni, pha nước hoa, sản xuất rượu bia. Tuy nhiên, nếu sử dụng rượu bia quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, và ở độ tuổi của các em thì chúng ta không nên sử dụng rượu bia. Với các ứng dụng như thế thì rượu etylic được điều chế như thế nào? Trong đời sống, người ta sẽ lên men tinh bột hoặc đường, nên trong đời sống người ta sẽ sản xuất ra được là rượu nho, rượu nếp. Hoặc là trong công nghiệp thì điều chế rượu etylic bằng cách cho ethylene tác dụng với nước với xúc tác là axit. Khi lên men dung dịch rượu etylic loãng, người ta thu được giấm ăn, đó chính là dung dịch axit acetic. Vậy axit acetic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất và ứng dụng gì? Chúng ta đi vào hai la mã axit acetic. Axit acetic có công thức phân tử là C2H4O2, có phân tử khối là 60 DVC. Về tính chất vật lý, các em quan sát lọ đựng axit acetic, ta thấy axit acetic ở thể lỏng, không màu. Ngoài ra, axit còn có vị chua, tan vô hạn trong nước. Với công thức phân tử là C2H4O2 thì axit acetic có cấu tạo phân tử như thế nào? Chúng ta sang hai nhỏ cấu tạo phân tử. Các em quan sát mô hình phân tử axit acetic dạng rỗng và dạng đặc. Các khối cầu màu đen tượng trưng cho nguyên tử carbon, khối cầu màu trắng tượng trưng cho nguyên tử hydro, khối cầu màu đỏ tượng trưng cho nguyên tử oxy, thanh nối màu cam tượng trưng cho liên kết giữa hai nguyên tử. Qua mô hình phân tử axit acetic, ta biết được công thức cấu tạo của axit acetic như sau. Từ đây ta viết gọn thành CH3 liên kết đơn COOH. Nhìn vào công thức cấu tạo của axit acetic, ta có nhận xét trong phân tử axit acetic có nhóm OH liên kết với nhóm CO tạo thành nhóm COOH. Chính nhóm này làm cho phân tử axit acetic có tính axit, nên khi nói đến axit acetic, người ta sẽ sử dụng công thức là CH3COOH. Với cấu tạo phân tử như thế thì axit acetic
có tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta sang ba nhỏ, tính chất hóa học. Axit acetic có hai tính chất hóa học lớn. Thứ nhất là tính axit. Axit acetic có đầy đủ tính chất hóa học của một axit, là làm quỳ tím quá đỏ, tác dụng với một số kim loại, tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối. Thầy mời các em quan sát một số thí nghiệm minh họa. Có hai mẫu giấy quỳ tím như nhau. Nhỏ một giọt axit acetic vào một mẫu giấy quỳ tím. Ta thấy quỳ tím quá đỏ. Cho vào ống nghiệm thứ nhất một viên kẽm. Cho vào ống nghiệm thứ hai một mẫu canxi carbonat. Cho vào ống nghiệm thứ ba một ít bột đồng 2 oxit. Sau đó ta cho vào các ống nghiệm một ít dung dịch axit acetic. Đun nhẹ ống nghiệm thứ 3 trên ngọn lửa đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn. Ta thấy ở ống nghiệm thứ nhất có sủi bọt khí, viên kẽm tan dần. Ống nghiệm thứ hai có sủi bọt khí, mẫu canxi carbonat tan dần. Ống nghiệm thứ ba, bột đồng 2 oxit tan dần, dung dịch có màu xanh. Qua thí nghiệm, ta thấy trong phân tử axit acetic có nhóm COOH. Khi tham gia phản ứng, nguyên tử hiđro trong nhóm COOH dễ dàng bị thay thế bởi nguyên tử kẽm tạo ra kẽm acetat và giải phóng khí hiđro. Vậy cách lập công thức hóa học của kẽm acetat như sau. Nhóm CH3COO có tên là gốc acetat, có hóa trị là 1. Kẽm có hóa trị là 2. Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có công thức và giải phóng khí hiđro. Trong phản ứng này và các phản ứng hóa học còn lại, nguyên tử kim loại sẽ thay thế nguyên tử hiđro trong nhóm COOH tạo ra các sản phẩm như các phản ứng sau. Các em lưu ý riêng phản ứng với muối, axit acetic chỉ phản ứng với các muối của axit yếu hơn như axit carbonic. Trong tính chất hóa học của rượu ethylit có tính chất tác dụng với axit acetic, vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính chất này. D. Tác dụng với rượu ethylit.
Cho rượu ethylit axit acetic vào ống nghiệm A, thêm tiếp một ít axit sulfuric đặc làm chất xúc tác, lắp dụng cụ như hình vẽ, đun sôi hỗn hợp trong ống nghiệm A một khoảng thời gian, sau đó ngừng đun. Thêm một ít nước vào ống nghiệm B lắc nhẹ. Ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước, nổi trên mặt nước là ethyl acetate. Vậy, ở phản ứng hóa học này, nhóm OH của axit acetic sẽ kết hợp với nguyên tử hydro của rượu ethylit tạo thành phân tử nước. Nhóm CH3CO kết hợp với OC2H5 tạo thành CH3COOC2H5. Thì đây là ethyl acetate, còn gọi là ester. Như vậy các em chú ý, rượu tác dụng với axit tạo ra ester và nước, thì phản ứng này còn được gọi là phản ứng ester hóa. Ta bổ sung tính chất này vào tính chất của rượu ethylit. Với tính chất vật lý và tính chất hóa học như thế, thì axit acetic có nhiều ứng dụng như sau. Dùng để làm sản xuất tơ nhân tạo, sản xuất chất dẻo, sản xuất dược phẩm, sản xuất phẩm nhợm, thuốc diệt côn trùng và pha giấm ăn. Các em lưu ý giấm ăn là dung dịch axit acetic có nồng độ là từ 2 đến 5%. Với các ứng dụng như thế thì axit acetic được điều chế như thế nào? Trong công nghiệp, oxy hóa butan C4H10 với chất xúc tác thích hợp thì sẽ thu được rồi axit acetic. Và trong đời sống thì người ta có thể lên men rượu ethylit. Chất béo là một thành phần quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Vậy chất béo là gì? Thành phần và tính chất của nó như thế nào? Chúng ta đi sang ba la mã chất béo. Chất béo có ở đâu? Các em quan sát, đây là một số hình ảnh về thực phẩm có chứa chất béo như dầu thực vật, đậu phộng, vừng, mỡ lợn, dừa. Qua các hình ảnh trên, ta thấy chất béo có trong động vật, thực vật. Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật, tập trung nhiều ở quả và hạt. Chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào? Cho dầu ăn vào ống nghiệm A có chứa nước, và cho dầu ăn vào ống nghiệm B có chứa benzen. Lắc nhẹ, sau đó để yên. Có thấy ở ống nghiệm A, dầu ăn không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Từ đây ta thấy chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Ở ống nghiệm B, dầu ăn tan được trong benzen trở thành một hỗn hợp đồng nhất. Ngoài benzen, dầu ăn còn có thể tan được trong xăng, dầu hỏa. Từ đây ta có tính chất vật lý của chất béo. Vậy chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào? Đun chất béo với nước ở nhiệt độ và áp suất cao, người ta thu được glycerol và các axit béo. Glycerol có công thức là C3H5OH tất cả 3 lần. Công thức chung của axit béo là RCOOH. R có thể là C17H35, C17H33, C15H31. Trở lại phản ứng của rượu ethylit và axit acetic, ta có sản phẩm sinh ra là ester. Ta có glycerol có nhóm OH tương tự như rượu ethylit. Axit béo có nhóm COOH tương tự như axit acetic. Khi hai chất này phản ứng với nhau thì sẽ tạo thành ester. Mà do gốc R là những thành phần khác nhau nên ta thu được hỗn hợp nhiều ester. Như vậy, chất béo là hỗn hợp nhiều ester
của glycerol với các axit béo và có công thức chung là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào? Thì chất béo có hai tính chất hóa học quan trọng, là tính chất thứ nhất là thủy phân chất béo trong dung dịch axit. Khi đun chất béo với nước có xúc tác là axit thì sẽ thu được glycerol và các axit béo. Ta có cái phương trình hóa học minh họa chung. Thì các em lưu ý là nếu như người ta cho chất béo tác dụng với dung dịch axit thì chất béo sẽ tác dụng với nước trong dung dịch axit, còn axit chỉ đóng vai trò làm chất xúc tác. Tính chất thứ hai là thủy phân chất béo trong dung dịch kiềm. Thì khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm thì sẽ thu được glycerol và muối của các axit béo. Ta có phương trình hóa học chung. Và các em cũng lưu ý là muối của các axit béo là thành phần chính trong xà phòng, cho nên là người ta còn gọi phản ứng này là phản ứng xà phòng hóa. Với các tính chất như thế thì chất béo có ứng dụng gì? Chất béo dùng để sản xuất xà phòng, glycerol hay là glycerin. Rồi các em quan sát thì thấy là gồm có là lạc, dừa, dầu thực vật là những loại thực phẩm có chứa chất béo chúng ta dùng làm thức ăn. Như vậy, chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của con người và động vật. Trong công nghiệp, chất béo điều chế glycerol và xà phòng. Thầy giới thiệu với các em biểu đồ so sánh năng lượng tỏa ra khi oxy hóa thức ăn. Chất béo cung cấp cho cơ thể năng lượng nhiều hơn so với chất đạm và chất bột. Như vậy thì khi sử dụng quá nhiều chất béo mà chúng ta không vận động thì sẽ gây ra bệnh béo phì. Và bệnh béo phì sẽ có các cái biến chứng là không tốt cho cơ thể của chúng ta, như là biến chứng về tim mạch, biến chứng về tiêu hóa và biến chứng về xương khớp, các biến chứng khác. Như vậy, để có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta nên có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Để ôn tập lại các kiến thức trong chủ đề, ta đi vào phần 4 la mã, luyện tập. Bài tập 1, cho các chất sau: rượu etylit, axit acetic, chất béo, chất nào tác dụng được với kali, kẽm, natri hydroxit, kali carbonate. Để giải bài tập này thì các em lưu ý, chúng ta chú ý vào tính chất hóa học của rượu etylit, axit acetic và chất béo. Ở đây tác dụng được với kali là rượu etylit, axit acetic. Ta có phương trình hóa học minh họa. Chất tác dụng được với kẽm là axit acetic. Ta có phương trình hóa học minh họa. Chất tác dụng được với natri hydroxit là axit acetic, chất béo. Ta có phương trình hóa học minh họa. Và chất tác dụng được với kali carbonate là axit acetic. Ta có phương trình hóa học minh họa. Bài tập 2, có 3 lọ không nhãn đựng 3 chất lỏng là rượu etylit, axit acetic, dầu ăn tan trong rượu etylit, chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên. Đây là bài tập nhận biết, nên giải bài tập này thì các em nên lấy mỗi chất một ít ra làm các mẫu thử. Vì sao? Vì nếu như các em không lấy thì sẽ làm hỏng đi cái lọ hóa chất ban đầu. Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ chiết mỗi chất một ít ra các ống nghiệm làm mẫu thử. Dựa vào tính chất hóa học của các chất thì đây chúng ta thấy là có axit acetic, nên ta sẽ cho quỳ tím vào từng mẫu thử. Nếu quỳ tím quá đỏ là axit acetic, còn lại là rượu etylit và dầu ăn tan trong rượu. Dựa vào tính chất vật lý, ta cho nước vào hai mẫu thử còn lại. Có xuất hiện tách lớp ván dầu là dầu ăn tan trong rượu, còn lại là rượu etylit không hiện tượng. Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong về các kiến thức trong chủ đề.
Ở nhà, các em ôn lại các kiến thức trong chủ đề, làm các bài tập trong chủ đề ở sách giáo khoa hóa học chính, tìm hiểu vì sao còn diệt được vi khuẩn, tác hại của rượu etilit, cách làm giấm ăn và tác hại của bệnh béo phì như thế nào. Để chuẩn bị học chủ đề tiếp theo, thì các em nên xem trước bài 50 glucose, bài 51 saccharose, bài 52 tinh bột và cellulose. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào tạm biệt các em và chúc các em học thật tốt.